Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với video clip của mình. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video clip hướng dẫn anh em cách cải tiến cái con Pak hoặc là pháo chống tăng của chúng ta. Có tên là ở đây mình có một con là 7.1 Flak 42, 12,8 ly, đó, pháo chống tăng. Đấy, thế thì đây là một trong những cái loại pháo mà có lẽ là nhiều anh em sử dụng để phòng thủ nhà của mình trước các cuộc tấn công của quân địch. Thế thì có một số điều là nhiều anh em chúng ta đang thắc mắc và băn khoăn cái việc mà chúng ta cải tiến như thế nào, làm sao cho hợp lý đối với cái việc mà chúng ta sử dụng các cái đơn vị xe ở trong webhat, đúng không? Đối với những anh em chơi free, những anh em mà không có nhiều điều kiện đầu tư thì chúng ta rất khó để chúng ta có thể kiếm được cái bánh răng. Đúng không? Bánh răng này là một cái phần rất khó kiếm. Ngoài cái việc mua shop này, ngoài cái việc mua chợ đen, ngoài cái việc đổi từ giã từ xe ra thì chúng ta không còn cách nào khác cả. Đó, cho nên là nó rất khó kiếm, và mà đã khó kiếm thì chúng ta cần phải tính toán và chúng ta chắt chiu cái bánh răng này và tối ưu hóa cái bánh răng này làm sao cho hợp lý. Và cái con Flak này, này là một trong số những con mà có lẽ là chúng ta phải cân nhắc tính toán trong việc cộng điểm. Đấy, bởi vì nếu như chúng ta cộng điểm nó thừa thì cộng điểm quá nhiều thì nó sẽ thành thừa, và thừa thì nó sẽ không có điều nhiều hiệu quả, bởi vì nó thừa thì khi các bạn bị thừa như vậy thì nó rất phí. Bởi vì nếu như chúng ta còn thừa bánh răng thì chúng ta sẽ lắp nó sang những cái đơn vị xe khác, đơn vị xe tăng khác hoặc đơn vị pháo khác, đúng không? Còn nếu như trong trường hợp bạn là bạn đã full tất cả những cái loại đơn vị khác rồi thì bạn có thể còn thừa được bao nhiêu thì bạn đập vào con Flak cũng được, không vấn đề gì cả. Thì lúc đấy mình không bàn cãi. Tuy nhiên ở đây mình nói đến cái khía cạnh là nhiều anh em không có đủ bánh răng để chúng ta có thể là full hết xe, gọi là full hết đơn vị. Đấy, thế thì chúng ta sẽ phải cần phải cân nhắc. Đúng không? Vậy thì ở trong cái video clip này mình sẽ hướng dẫn anh em chúng ta cách cộng điểm vào cái con Flak này. Bởi vì con này nó có một cái số cái cần lưu ý, là cái thứ nhất là khi chúng ta cộng điểm thì chúng ta cần phải ưu tiên về những cái thành phần nào là quan trọng và thành phần nào không. Đó. Thành phần quan trọng ở đây chúng ta ưu tiên về hỏa lực, đúng không? Ưu tiên về hỏa lực, chúng ta phải ưu tiên chúng ta cộng về hỏa lực, bởi vì khi chúng ta cải tiến về hỏa lực lên thì nó sẽ cộng cho chúng ta rất nhiều. Đó, hỏa lực này, độ chính xác này, thời gian tải này, đúng không? Và đấy, chúng ta cộng cho tôi cộng cho mình là ba cái phần trên này. Tuy nhiên là tất cả những cái hàng ở phần trên này là anh em phải full hết thì đến hàng cuối cùng này, bởi vì hàng cuối cùng này nó là đến 10, mà đến 10 thì nó cực kỳ tốn, đúng không? Từ bậc 9 lên bậc từ cái 9 lên 10 nó là 5.000 bánh răng, cực kỳ thốn, đúng không? Thế cho nên chúng ta phải cân đối, cân đo đong đếm. Thế thì chúng ta sẽ ưu tiên cái gì? Chúng ta sẽ ưu tiên về hỏa lực là cái chúng ta cần phải cộng đầu tiên. Trước tiên thì anh em cũng có thể cộng theo như của mình để chúng ta lấy một điểm, đúng không? Bởi vì nó rất là thấp thì chúng ta cứ cộng lấy một điểm. Đó. Đúng không? Cái thứ hai là chúng ta sẽ ưu tiên về hỏa lực này. Và sau đó là chúng ta đến độ chính xác của phát bắn, và cái cuối cùng là cái thời gian tải. Đấy, thời gian tải này là chúng ta cộng càng lên cao thì cái con Flak này của chúng ta sẽ reload đạn càng nhanh và tốc độ bắn nó sẽ nhanh hơn. Đấy, tuy nhiên mình vẫn ưu tiên về cái vấn đề về hỏa lực, là chúng ta sẽ maximum về hỏa lực trước. Đó, tại sao mình không cộng vào cái độ sâu xuyên giáp thì anh em lưu ý là riêng cái phần phần bonus từ các cấp bậc này, này là nó đã bonus cho cái con Flak của chúng ta cái phần độ sâu xuyên giáp rất lớn. Ví dụ như bậc 10 nó sẽ bậc 14 nó sẽ bonus thêm là 5,4. Đó, bậc 10 bậc 11 6,4 và bậc 12 là 7,2, thêm nữa nó rất là nhiều. Mà đôi khi chúng ta để ý, lưu ý là nếu như độ sâu xuyên giáp nó càng lớn thì đam nhiều khi nó lại giảm đi nhá, chứ không phải là xuyên giáp càng cao thì đam càng to đâu. Đấy, mà phải xuyên giáp hợp lý so với giáp của đối phương thì chúng ta mới có cái lẩy đam nó to nhất. Còn nếu như chúng ta mà có độ sâu xuyên giáp nó lớn quá mức cần thiết thì nó sẽ phản tác dụng, tức là đam nó lại giảm đi, tức là nó xuyên nhưng nó giảm đi. Đó, chứ nó không như được đam như bình thường. Đó, cho nên là mình ở nếu như mình chơi con Flak này mình sẽ tập trung vào ba cái hàng đầu tiên này. Đấy. Cái tiếp theo là tại sao mình không nâng cái kháng sát thương nổ và độ bền, thì anh em lưu ý là chúng ta hầu như chúng ta để Flak thủ nhà chứ chúng ta không dắt Flak đi ngoài đồng, chúng ta không dắt Flak đấu chọi với solo với SH ở ngoài đồng. Đó, cho nên là độ bền theo mình là nó không cần thiết, bởi vì một khi anh em đã ở trong nhà đồn trú trong nhà thì độ bền nó không ảnh hưởng gì cả. Cái thứ hai nữa là về kháng sát thương nổ cũng vậy, anh em không bị dính đam, anh em không bị bắn thì cái kháng sát thương nổ này nó vô tác dụng, nó không có ý nghĩa nhiều lắm. Đó. Thế thì ví dụ như mình đang cộng ở đây thì cái phần thuộc tính của mình kháng sát thương nổ 33 đó. Độ bền 87, những cái độ bền này cũng không ảnh hưởng gì, bởi vì anh em đứng trong nhà mà. Đấy. Thậm chí ở tốc độ binh lính anh em cũng thế thôi, anh em cũng đứng trong nhà thì mình cũng không quan tâm đến cái tốc độ này. Đó. Độ sâu xuyên giáp chúng ta lưu ý đây của mình là 307,7. Đó, thì anh em cái độ sâu xuyên giáp này chúng ta cộng tương đối là cố gắng là làm sao nó ở mức trung bình. Và trung bình là gì? Chúng ta sẽ thử xem cái con xe SH hoặc là các loại tăng khác của chúng ta nó có độ dày giáp bao nhiêu, và chúng ta cộng tương đối nó hơn một chút thôi, chứ đừng nó hơn nó chứ đừng hơn quá nó xuyên quá thì sẽ dẫn đến là nó phản tác dụng. Đó. Đấy, thế cho nên là đối với con Flak này chúng ta có thể tiết kiệm được kha khá rất nhiều bánh răng.
rất nhiều bánh răng. Chúng ta không cần phải cộng quá nhiều bánh răng vào con plug này, mà trong đó là đến cái bước cuối cùng chúng ta chỉ cần cộng cho mình là cái vấn đề về hỏa lực này, độ chính xác và thời gian tải là cái cuối cùng. Thậm chí cái thời gian tải là các bạn cộng trên 5 trên 10 thôi, chứ cũng không cần phải cộng 10 trên 10, bởi vì từ 5 đến 10 như mình nói nó rất tốn. Đó, mà đã tốn kém như thế thì chúng ta sẽ rất không hiệu quả. Thêm vào đó là cái bánh răng đó chúng ta đầu tư sang cho đơn vị khác, đầu tư sang cho xe khác. Ok, trong đó là kháng sát thương nổ, độ bền và cửa độ sâu xuyên giáp thì anh em cân nhắc, và có lẽ theo mình là chúng ta không nâng cái này. Nhất là độ bền và kháng sát thương nổ, đây là hai cái thuộc tính mà có lẽ là nó vô tác dụng đối với con flux, bởi vì hầu hết anh em để ở nhà chứ anh em không dắt nó đi đường. Tiếp theo là cái vấn đề về linh kiện thì rõ ràng là anh em chủ yếu là chúng ta sử dụng về độ bền đấy. Anh em có cái linh kiện nào thì chúng ta cố gắng lắp linh kiện đấy thôi, không có cái lựa chọn gì hơn cả. Có bao nhiêu chúng ta lắp bấy nhiêu. Ok, thì video mình xin tạm dừng tại đây, và liên quan đến vấn đề là cải tiến con flux này làm sao cho nó hiệu quả. Thì nếu như anh em thấy hay thì anh em xin anh em cho một like và subscribe để nhận thêm nhiều các cái video hướng dẫn cách chơi khác. Nếu như anh em có bất kỳ comment nào thì anh em có thể để lại ở phần comment. Mình sẽ cố gắng giải đáp anh em trong thời gian sớm nhất. Ok, goodbye, see you again.